Quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô này. Mà thua rồi. Kìa, yeah, mày thua rồi. Đây thật. Đây cũng chơi cái này nữa. Tôi một xong nha các bạn. Bây giờ mình xin tiếp tục tô vào nha các bạn. Vừa làm mình tốt hơn nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng
làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem nha. Mỗi khi buồn nhẹ cứ không không nên tỏ môi anh nghe rồi. Bạn này. Nhìn anh này. Ô hay. Quay lại. Mà tí thì lượm dầu. Tí thì lượm ngay thêm cái năm ở ngoài. Mẹ lên bắn cái năm mẹ lại tụi rác ai phát rồi. Cái chữ cái năm. Mẹ lên đến cái bờ nhà mẹ tắt cái rồi. Ủa vào 100 rồi. Ừ xong chuyện này thêm 100 ok. Hai trăm hay cho nó máu? Một trăm tết gì? Tốt. Mày không bắn được nè. Bắn được mẹ. Một chấm hết bạn. Ăn bao nhiêu tiền cũng mày đấy giỏi. Mày một chấm hộ đi. Ăn bao nhiêu rồi? Ôi đéo chứ trả. Ngu chô hoặc là ấy. Mày phải chô mới được. Rồi, mày bắn một lo ai, bắn gì thì tao ăn. Cho nó đi 100. 100 rồi. Chưa đi. Đi thân mẹ nó đi. Đẳng cấp nào. Bắn 100 thôi, 150 rồi. Thì mày hết bao tiền thải rồi. Đấy. Rồi, ở đường ích, đường ích. Ây dồi. Cái thằng ngu này. Thoát không xong rồi, gần nó mèo. 200 đi. Rồi. 200. Ừ, rồi. Vào. Đợi bắn cái bàn này nó có phải đẹp hơn không? Bắn 100.000 bàn rõ xấu. Nó không đẹp. Bắn đê.